Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Thì cái câu chuyện Việt Kiều thì nó có tới cả ngàn câu chuyện Việt Kiều các bạn ạ. Thì hôm nay mình chia sẻ một cái chủ đề mà Việt Kiều muốn đi du lịch hoặc là về Việt Nam thăm quê thì đi như thế nào dễ dàng nhất. Mong các bạn xem hết video và bình luận bên dưới nhé. Thì nếu mà nói đến Việt Kiều thì ví dụ như nếu mà bạn bạn đi làm hãng thì cũng có hãng là người ta cho mình tự chọn mình thích về thời điểm nào thì mình để dành u lâu đấy, để dành ngày phép. Mà thường những người mới đi làm hãng ấy là được 3 tuần phép, chưa kể thứ bảy chủ nhật. Còn nếu các bạn cộng thứ bảy chủ nhật vào thì được 1 tháng. Thì các bạn có thể là để dành theo ý của mình, nhưng cũng có hãng người ta đồng ý người ta cho. Nhưng cũng có hãng ví dụ như là tùy theo công việc sắp xếp thì người ta không đồng ý cho tự chọn, mà người ta bắt khi nào phải nghỉ thì là phải nghỉ. Cũng có người ép phép để cả từ năm trước sang năm sau cũng được. Hoặc là mình đã nghe chuyện có người đó, người ta để năm trước sang năm sau thì người ta sẽ gối từ năm này sang năm kia và người ta nối liền vào. Ví dụ như cuối năm của năm nay đến đầu năm sang năm người ta gối hai cái ngày phép ấy vào là được rất là dài, thậm chí được 2 tháng. Người ta về đi chơi bời mệt nghỉ. Đấy là cũng tùy từng hãng. Thế còn và nó cũng vào cái mùa du lịch nữa. Ví dụ như là cái công việc làm nó phụ thuộc theo công việc làm. Có những cái công việc làm mà nó nhiều việc ấy thì xin nghỉ theo ý rất là khó. Nhưng mà còn có những cái công việc mà hãng người ta không có việc mà người ta bắt buộc phải nghỉ. Đấy thì lại phải nghỉ thì nó lại khác các bạn. Thì nếu như mà nghỉ theo ý của mình thì cũng rất là khó. Thế còn đấy là những người mà đi làm hãng. Thế còn tại sao mà mình chia sẻ một cái video này? Bởi vì là muốn Việt Kiều mình ấy là muốn đi du lịch hoặc là muốn về thăm quê ấy, nó rất là khó, nó không đơn giản như là các bạn nghĩ. Ví dụ như các bạn ở Việt Nam, các bạn cũng buôn bán nhưng mà nó khác ở Đức lắm, nó khác ở nước ngoài lắm. Nên các bạn thích thì các bạn nghỉ, các bạn thích thì các bạn đi. Ví dụ như tự buôn bán kinh doanh thì đóng cửa đi, nhưng mà ở nước ngoài nó có vô vàn những cái khó khăn. Nên mình đã có cái video mình chia sẻ là mỗi một lần Việt Kiều về thăm quê thì nó xáo trộn cuộc sống là vì như thế. Vừa rồi mình mới nói đến cái chuyện nếu như bạn mà tự bạn đi làm hãng thì cũng có cái hãng mà người ta chủ người ta dễ thì người ta cho mình chọn theo ý của mình, nhưng mà cũng tùy theo công việc. Thế còn còn có bạn mà có hãng ấy thì người ta còn đi làm thêm cơ, người ta đi làm để người ta lấy được cái ngày nghỉ nhiều. Ví dụ như là các bạn mà đi làm hãng nhé, mà việc nhiều á là làm thứ bảy chủ nhật thì lương này không phải trừ thuế, được cầm tay 100%. Nhất là những bạn mà rỗi rãi, không chưa có gia đình thì rất thích là đi làm cái ngày cuối tuần. Bởi vì làm ngày cuối tuần ấy là không có ngày không phải đóng thuế. Mà làm ngày cuối tuần ấy không phải là bạn cứ làm cừu cữu ngày cuối tuần rồi đến sang tuần rồi làm cừu cữu cả tháng 30 ngày trên 30 ngày, không có. Nếu như bạn làm ngày cuối tuần thì giữa tuần các bạn sang tuần các bạn lại được nghỉ bù, cho nên là rất là tiện lợi. Thì nếu như mà bạn đi làm hãng ấy thì có thể là cái thời gian bạn đi về Việt Nam hoặc là đi du lịch thì nó dễ dàng hơn những người tự kiếm sống một tí. Đấy là mình chia sẻ về cái những người đi làm hãng. Thế còn bây giờ nói đến những người mà tự kiếm sống các bạn, những người tự kiếm sống nhé, thì nó vô vàn cái khó khăn. Ví dụ như là vào mùa, chẳng hạn như các bạn mà làm móng tay ấy, là nó vào mùa. Móng tay là một năm là nó có từ
từ tháng 4 đến tháng đến tháng 7 thì tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì nó hơi hơi kém một tí. Thì thường ấy là những cái người tự kiếm sống, tự buôn bán thì người ta lựa vào những cái ngày, những cái tháng mà nó ít khách, ít việc thì người ta nghỉ vào cái ngày đó. Nhưng mà lại có một cái vấn đề, chẳng hạn những cái gia đình mà có các con nhỏ, các con vẫn còn đi học, thì những cái gia đình đấy lại phải lựa theo con nghỉ hè thì mới về được. Chứ nhiều khi là cứ phải đi theo theo con, nên là nhiều lúc đang mùa làm ăn nhưng mà vẫn phải đóng cửa. Như những người đấy thì về ít lắm, 2 tuần cùng lắm là 3 tuần, chứ không dám nghỉ nhiều tại vì đang mùa làm ăn. Thế còn mà về những cái mùa mà các cháu nghỉ học ấy thì nó nóng lắm các bạn, nó nóng lắm nhưng mà phải chịu thôi. Còn đa số đa đấy là nói những trường hợp mà có con nhỏ, có con vẫn còn đi học, nó phụ thuộc theo bố mẹ để mà về 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 theo về Việt Nam theo, hoặc là đi du lịch theo. Còn nếu mà nói về thông thường ấy, thông thường mà các bạn muốn đi du lịch hoặc là muốn về Việt Nam ấy thì các bạn hay lựa vào những cái tháng mà nó vắng khách, những cái tháng mà nó gần 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 Tết, gần Noel. Noel ấy thì lại lại có khách, nhưng mà cái tháng mà gần Noel ấy thì lại mất 1-2 tháng ấy là vắng khách. Chứ người ta cứ lựa vào những cái tháng đấy để người ta về hoặc là người ta đi du lịch. Cho nên là có những bạn làm một video nói là Nội Bài hoặc là sân bay Tân Sơn Nhất ấy, là Việt kiều ồ ạt về Việt Nam, là những cái tháng đấy nó không có khách, nó không có khách hoặc là nó vắng khách, nó ít khách, cho nên là người ta phải tranh thủ người ta đi về hoặc người ta đi du lịch là vì như vậy. Thì và một cái khó khăn thứ hai nữa là khi người ta về là những cái người mà người ta đi làm thuê ấy thì không nói rồi, còn những người mà người ta có cửa hàng ấy thì rất là khó khăn, người ta phải đóng cửa cửa hàng đó. Dù thu nhập thấp nhưng mà nó vẫn ít nhiều vẫn có thu nhập, nhưng mà buộc lòng người ta có gia đình ở Việt Nam, người ta phải về thăm quê thì người ta phải đóng cửa, đóng cái cửa hàng đó, nhưng mà vẫn phải trả tiền thuê cửa hàng, trả tiền bảo hiểm cửa hàng, rồi phải trả tiền thuê nhà. Nếu như bạn nào mà có nhà riêng ấy thì cũng vẫn phải trả tiền, là ví dụ nhà riêng mà mua trả góp đấy, là các bạn vẫn phải trả tiền trả góp này, rồi trả tiền bảo hiểm ô tô này, rất 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 là nhiều cái. Có những người ấy thì là người ta nghỉ 1 tháng 2 tháng này người ta đi, người ta báo mà báo bảo hiểm ô tô ấy là dừng cái tháng đấy không chạy. Nhưng mà có nhiều đa số là người ta phẩy tay, người ta tặc lưỡi đi, là nó có chỉ có 1-2 tháng hoặc là 3 tuần thôi thì nó cũng chẳng đáng bao nhiêu, thì báo đi báo lại nó cũng phiền hà, nên là họ cứ để thế. Thì cái tiền đấy là vẫn mất, vẫn phải trả mà không có thu nhập, người ta phải đi về. Trong khi đó ví dụ như gia đình mà hai vợ chồng, chỉ cần hai vợ đời và hai vợ chồng mà 2 đứa con thôi mà vé đắt ý là cũng đã 5-6 nghìn tiền vé máy bay rồi, chưa kể tiền là quà cáp mua bán rồi cho tặng về Việt Nam tiêu pha này nọ nữa, rất rất là tốn kém. Chứ là những người mà người ta mỗi một lần về về thăm quê ấy, là người ta rất là đau đầu chứ không không phải là người ta đau đầu là không muốn về thăm quê, mà người ta đau đầu là phải lo lắng công việc mọi cái, rồi rồi khi về ấy, lại có những người này còn có thể là còn nuôi con chó này hoặc là nuôi con mèo này, lại phải nhờ hoặc là đi gửi hoặc là nhờ người ta trông nom hộ, mà có người thì không có người để mà nhờ ấy, thì lại phải mang con chó ấy vào trại. Thì ở Đức này ấy, là nó có cái trại của cái trại TG đấy, là trại của chó mèo, thì nó có người trông nom nuôi nấng ở đấy rất là hoành tráng. Mình đã đến đấy rồi mà mình đến đấy mình định quay, mà mình mua đồ mình mang đến cho động vật, cho chó cho mèo, mình định quay nhưng người ta không cho quay đâu, thì này phải mang đến đấy gửi, người ta nuôi cho. Nhưng mà không phải là người ta nuôi cho nhé các bạn nhé, người ta nuôi mình phải trả tiền rất rất là đắt,
Đấy. Rồi những gia đình mà có đa số ở Đức, ở nước ngoài này này, ở bên các nước khác thì mình không biết, nhưng mà ở Đức này này là trong nhà người ta cũng vẫn có cây cảnh, cây hoa, cây 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 cảnh tươi chẳng hạn này, hoặc là hoa hoa phong lan, hoặc là các loại cây khác nữa, thì lại phải nhờ người tưới cây. Và cái ống nước ấy, cái vòi nước ấy, bình thường người ta đi vắng là người ta phải tắt đi, không sợ không may nó vỡ ống nước, nhưng mà người ta vẫn phải để cho nó ấm nhà và cho cây nó không chết. Và phải để như thế thì cái vòi nước nước nó không bị đóng băng, cho nên nó không bị vỡ ống nước. Cho nên người ta đi người ta rất rất là lo lắng. Và người nào là cái người người ta tin tưởng để người ta giao chìa khóa để giúp giúp người ta, cái đó mới là khó khăn. Và một cái việc nữa, có rất nhiều người nhé, tất nhiên là cũng nhờ người tưới cây cho rồi, nhưng mà có người người ta cũng không biết được chăm sóc, hoặc là người ta biết chăm sóc nhưng mà người ta không biết cái cây của mình là cây nào nó chịu được nhiều nước và cây nào nó chịu được ít nước, cho nên là người ta chỉ sang người ta tưới đại cho thôi, thì đến lúc trả phép ý, cây chết rất là nhiều, cũng sốt ruột nhưng mà không dám nói. Nhờ người ta giúp là quá tốt rồi, đúng không các bạn? Đó là một. Còn một cái nữa là ở Đức này nó khác ở Việt Nam lắm. Trời ơi, cái chuyện thư từ, thư ở đây ý, là thư của nhà nước, không phải là thư tình hoặc là thư của gia đình hoặc là thư của bạn bè, mà nó là thư của nhà nước. Nào thì thư thuế này, thư đòi tiền nhà này, ví dụ chậm trả này, hoặc là tiền điện này, tăng hay giảm, hay là bất kể một cái vấn đề gì là đều qua thư. Thư người ta gửi và bưu điện họ mang đến, họ thả vào thùng thư cho. Thì mình phải giao chìa khóa nhà cho người ta và giao chìa khóa thùng thư cho người ta để người ta mở thùng thư xem có thư không. Nếu cái thư nào mà không quan trọng thì thôi, còn thư nào quan trọng thì người ta báo cho mình để mình xử lý. Đấy, chứ không có đơn giản một chút nào các bạn ạ. Nhất là các bạn mà đã về Việt Nam, nhưng mà cái trường hợp này thì nó hãn hữu xảy ra lắm. Nếu như có những cái thư mà nó quan trọng, thật là quan trọng mà unbedding đấy là phải có mặt thì phải trả đổi vé để mà đi trước. Nhưng mà trường hợp ấy thì mình thấy ít lắm, chưa chưa thấy có xảy ra. Nhưng mà cũng không ngoại lệ. Đấy thì là nó không có đơn giản một chút nào, cho nên là mỗi một khi người ta đi về là người ta đau đầu, mà người ta phải lo lắng sắp xếp. Mà trong khi đó, ví dụ như người ta chuẩn bị về, ví dụ như người ta chuẩn bị là năm nay cuối năm về, thì người ta chuẩn bị từ năm ngoái rồi. Ví dụ như quần áo rồi tất cả mọi cái, kem đánh răng, hoặc nước hoa, kem mỹ phẩm đấy, hoặc là nước hoa, hoặc là một cái gì đó người ta hạ giá đấy. Nói là hạ giá thì các bạn đừng có tưởng là cái đồ hạ giá là cái đồ không tốt hoặc đồ kém chất lượng, không phải. Ở Đức này này, nhiều khi cái cửa hàng nọ người ta cạnh tranh với cửa hàng kia, người ta mỗi một ngày là người ta, ví dụ như cửa hàng bán đồ ăn, người ta phải hạ giá một thứ để cho những người người ta đi mua đồ hạ giá. Mà tâm lý những người đi mua đồ hạ giá không phải ai người ta cũng đến cái là người ta lao vào người ta mua đồ hạ giá ngay, mà người ta lại thấy cái nọ cái kia hay hay, ý định chỉ mua một thứ đồ hạ giá thôi, nhưng mà người ta thấy hay hay thì người ta lại mua 5 7 thứ nữa, cho nên rất là có lợi. Thế là cứ hạ giá như thế, hoặc là cái đồ mặc may mặc, hoặc là cái đồ dùng thì người ta cũng hạ giá để người ta kiếm khách, hoặc là cái đồ may mặc chẳng hạn như mùa đông mùa hè gần hết mùa rồi thì người ta hạ giá những cái đồ mùa hè của năm nay thì người ta hạ giá. Nhưng mà thường ấy là những cái loại quần áo nó nhỡ cỡ chẳng hạn như là cái cỡ nhỏ quá, cỡ S, cỡ M, hoặc là những cái cỡ to quá, cỡ ngoại cỡ đấy, này toàn cái nhỡ cỡ thì người ta hạ giá. Thì ai vừa thì đi tăm, nhưng mà đa số người Việt mình thì chỉ có vừa cỡ S, cỡ M thôi, nên là đi tăm mua rất là dễ, mà nó rẻ, thậm chí rẻ rất là nhiều nhé. Mình giả sử như là một cái áo mà giá gốc của nó, cái áo mà chất lượng, áo hãng hãng hiệu đẹp đấy, đây là mình ví dụ thôi, là ví dụ cái áo ấy giá 150 euro
Nhưng mà thậm chí người ta hạ có khi chỉ còn có 30 hoặc 50 euro thôi, rất rất là rẻ. Nó hạ giá hàng bao nhiêu lần này, hạ giá từ nhiều khi họ ghi là từ 25% đến 70%. Đấy, thì có những cái hàng người ta hạ giá đặt đặt đầu này, đặt thứ hai này, và đã hạ giá như thế, khách người ta đã đồng ý, người ta mua, người ta lấy rồi, mang ra tính tiền lại được hạ một lần nữa, rất là rẻ. Mà hàng thì không phải là hàng kém chất lượng trên nhà, nhưng mà đi tâm thì nó mất thời gian lắm, thế người ta phải là đi tâm, người ta chuẩn bị là mua những cái đấy để dành để về cho tặng. Chứ còn nếu mà mua hãng hiệu á các bạn ơi, nó cực kỳ đắt đấy, không ai mua nổi, không có tiền đâu mà mua, kể cả cho bản thân người ta cũng không dám mặc. Nên nhiều khi ấy, mang về cho tặng người ta lại còn dám cho, dám dám mua, chứ cho bản thân người ta không dám đâu các bạn ạ. Việt kiều nó là như vậy đấy, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, rồi cho tặng là chỉ có cho tặng đấy. Ngay như ông anh của mình ấy, mình thấy ấy, ông ấy chỉ ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, dùng không dám dùng. Ở Đức này ấy, cái lò sưởi là mở cho nó ấm nhưng mà không dám mở, mở sợ mất tiền đắt lên, thì mình đã bảo rồi nhưng mà không nghe, không không dám mở. Thì là cứ chịu rét ở trong nhà cũng mặc áo khoác như ở Việt Nam ấy. Ở Việt Nam thì mùa đông cũng mặc áo khoác lụa sụ lắm, nhưng mà bên Đức này thì cái nhà nó khép kín, nó rất rất là kín các bạn ạ, nó không có hở một chỗ nào cả, cho nên là ấm lắm, mở lò sưởi nên ấm lắm, nên là không cần phải mặc áo khoác. Đây ví dụ như ở Đức này hôm nay này, bên ngoài trời có tí nữa, buổi chiều ấy thì là 13 độ, nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ là chỉ có 4 5 độ thôi. Ngoài trời rất là lạnh nhưng mà trong nhà ấm lắm, thậm chí mình còn đổ mồ hôi ấy, nhiều lúc cái nhà của mình nó kín quá, mình phải bật quạt đấy các bạn. Đấy, nên em không có đơn giản một chút nào cả. Thì người ta phải mua tặng, cho tặng này, rồi mà cái đó là có những bạn chia sẻ là cái đó là chỉ có làm quà thôi nhé các bạn nhé, làm quà vặt thôi đấy. Còn nếu mà quà vặt đấy mà không có cái này ấy thì vứt cũng chả là cái gì, quà người ta không thích đâu. Nhiều người cứ mang về cho nhưng mình nghĩ không nên. Bây giờ cho những cái gì mà người ta quý, nó đáng giá thì mới cho, còn cho người ta không quý, nó không đáng giá mà mình cho thì người ta đành lòng người ta phải cầm, chứ chả nhẽ người ta bảo thôi không lấy không cần thì lại nó tẽn tò lắm. Cho nên là các bạn phải hiểu tâm lý của người nhà, nên là không nên tâm đồ là mang về cho mà mang nó nặng nề, nó mất công, nó phức tạp lắm. Rồi ví dụ đi nó nhẹ nhàng thì nó đơn giản, đi tay xách nách mang ba bốn vali rồi thùng thiệp các kiểu, xong rồi hải quan người ta thấy ngứa mắt thì người ta mới kiểm tra. Mà thường ấy là nói đây thì mình không phải là nói ấy mà không biết có đúng hay không, nhưng mà cứ hàng của nước ngoài về mà cứ cồng kềnh ấy là về Việt Nam là hay bị kiểm tra lắm. Thế còn ở bên Đức này thì mang hàng của Việt Nam sang Đức mà cũng cồng kềnh ở Đức cũng hay bị kiểm tra lắm. Bởi vì ở Đức người ta kiểm tra, người ta sợ mình mang những cái đồ, những cái chất cấm, rồi những cái người ta quy định là không được phép mang, chẳng hạn như là mang đồ ăn rồi mang các thứ, đa số người Việt Nam mình hay mang đồ ăn rồi trái cây các thứ, thế là người ta quy định là không được mang, bởi vì trái cây này người ta sợ là mang sâu, mang các thứ vào nước người ta, mang đồ ăn chẳng hạn như là thịt thà đấy, là người ta cấm, người ta sợ là ăn những cái con vật mà nó bị bệnh, nên là mang sang là nó ô nhiễm và nó bệnh, nên là người ta cấm tuyệt đối, nhất là thịt chó nha các bạn. Có bạn thích ăn thịt chó mà về Việt Nam mang cả thịt chó sang, nhưng mà cũng là may mắn là nhiều bạn là mang để thoát, chứ còn rất là khó khăn. Nên là nhưng mà không nên mang các bạn, không nên mang những thịt chó ấy. Thật ra thì có thì nó vui, nó ăn thì nó vui, thế nhưng mà người ta nói rồi, miếng ăn thì quá khẩu thành tàn, ăn bữa xong thì nó cũng tàn, nó cũng hết ấy mà, thì không có cũng không sao. Nên tốt nhất những cái gì mà nó không cần thiết lắm ấy thì đừng có mang. Đấy thì cái video này hôm nay mình chia sẻ về cái vấn đề mà thời gian nào thì Việt kiều có thể đi du lịch và về phép dễ dàng. Thì cái video này mình chia sẻ nó cũng 20 phút rồi, mong các bạn xem và ủng hộ U70 nhé, nhớ cho U70 cái like. Và nếu các bạn thích thì các bạn đăng ký kênh, nhất là các bạn mới phải xem đấy, phải xem chứ, các bạn
chẳng xem, các bạn cứ nhìn cái đầu đề, cái tiêu đề các bạn ghi, rồi cảm ơn chị chia sẻ, cảm ơn cô chia sẻ. Đấy, cảm ơn chia sẻ về cái gì chứ, mình xem cái bình luận ấy mình đã chán, mình đã không muốn trả lời rồi. Rồi là làm như thế làm sao mà thành công được. Anh Dư anh ấy không phải là anh ấy dễ đâu nha, anh ấy giỏi lắm. Cho nên anh ấy sinh ra cái YouTube này mà anh ấy còn giỏi, còn thôi mình cũng không biết ví như nào, nhưng mà cứ biết là người ta rất là giỏi. Ok thì bye bye các bạn nhé, mong các bạn ủng hộ U70 và hẹn các bạn đến video tiếp theo nhé. Bye bye.